và ta phải vượt qua. Có lúc khó khăn muốn về với mẹ, được nằm trong tay ấm ấm tháng ngày. Khi còn bé thơ nghe tiếng vỗ về ấm tình mẹ con. Nhớ nhà là cái giữa cuộc sống bộn bề nơi giảng đường, những khó khăn mà ta gặp phải nơi nước khách. Chúng ta chợt nhớ về niềm ký ức nào đó đã xa lắm rồi, nơi ấy có tình yêu thương ấm áp của bố mẹ. Có những chuyến đi và trải qua tất cả, cuộc sống ta vẫn vậy, lúc nào cũng hối hả. Vì lần đó chỉ muốn cuộc sống không vất vả, thằng bạn ta vẫn vậy, lúc nào cũng hát ca. Cảm giác của ta bây giờ thật là bất động, có vài lần ba mẹ tao vẫn còn đang thất vọng. Cuộc sống này của tao có thật nhiều là áp lực, vì lúc chỉ muốn ngồi đây và được cất giọng. Có nhiều điều mà mọi người